Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Lazaro nghèo khó. Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông này rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Tài sản của 3 người Mỹ giàu nhất thế giới còn lớn hơn tài sản của 48 nước kém phát triển. Bill Gates giàu hơn 100 triệu người Mỹ nghèo nhất. Chỉ cần 40 tỷ đô la của ông, Liên Hiệp Quốc đủ chi tiêu cho giáo dục cơ bản, sức khỏe, nước sạch và vệ sinh cho cả thế giới trong một thời gian dài. Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Lazaro, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn càng lúc càng lớn. Có 800 triệu Lazaro đang đói nghèo cùng cực. Hơn 1 tỷ Lazaro bệnh tật không được chăm sóc. Vẫn có bao người chết đói mỗi ngày vì không được hưởng gì từ các bàn tiệc rơi xuống. Ông nhà giàu trong dụ ngôn có thấy, có biết Lazaro, nhưng thấy mà như không thấy có Lazaro trên đời. Tiện nghi vật chất đã thành bức tường kính. Ông sống an toàn mãn nguyện trong khoảng không gian riêng. Chính ông đã tạo ra một vực thẳm ngăn cách. Không cần Chúa, cũng chẳng cần biết đến anh em. Có thể nói vực thẳm đó lớn dần và kéo dài mãi đến đời sau. Hỏa ngục là sự tự cô lập mình không thể đảo ngược được. Chẳng ai có thể cho tôi một giọt nước. Vực thẳm ngăn cách con người ở đời sau là do chính con người đã tạo ra từ đời này.
ông nhà giàu bị phạt không phải vì ông đã bóc lột ai, nhưng vì ông không bị sốc chút nào trước sự chênh lệch ghê gớm giữa ông và Lazaro. Từ sốc mới nảy sinh thức tỉnh và dẫn đến hoán cải. Nhiều nước giàu vẫn trợ giúp các nước nghèo, nhưng không muốn loại bỏ sự bất bình đẳng. Các nước nghèo vẫn bị bóc lột về tài nguyên, nhân công và bị nô lệ cho những món nợ không sao trả hết. Ông nhà giàu bị phạt không phải vì ông đã nhận nhiều, nhưng vì ông đã không san sẻ những gì mình nhận. Giàu không phải là một tội, của cải tự nó không xấu. Có bao người giàu tốt như Gia-kêu, Nicodemo, Giuse Arimathea, nhưng giàu sang có thể dẫn đến cám dỗ nguy hiểm, tích trữ, tham lam, hà tiện, khép kín, tự mãn, hưởng thụ, bị ám ảnh bởi đồng tiền, bị mê hoặc bởi lợi nhuận. Chúng ta có thể nghèo của cải, nhưng giàu có về các mặt khác. Giàu kiến thức chuyên môn, giàu thế lực ảnh hưởng, giàu sức khỏe, giàu tình bạn, tình yêu, giàu niềm vui, ơn Chúa. Hãy tập nhìn xuống để thấy bao người dưới mình. Chia sẻ là lấp vực thẳm, nâng người khác lên bằng mình. Ước gì chúng ta để cho lời Chúa hoán cải, để thấy trách nhiệm của mình trước những Lazaro nằm ngay nơi cửa trong khu xóm. Chỉ cần bất chút dư thừa, xa xỉ của chúng ta cũng đủ làm nhiều người no nê hạnh phúc. Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng tấm bánh để dành cho con thuộc về người đói, chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi, tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng, có bao điều con lãng phí bên cạnh những Lazaro túng quẫn, có bao điều con hưởng lợi dựa trên nỗi đau của người khác, có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu. Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở đâu xa, nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con. Con phải chịu trách nhiệm về cảnh nghèo trong xã hội. Lạy Cha Chí Nhân, vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng. Cha để cho nó sự chênh lệch, thiếu hụt vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau. Thế giới còn nhiều người đói nghèo là vì chúng con giữ quá điều cần giữ. Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen. Thank you.
Ngày 29 tháng 2, Thánh Oswald. Những hành động cuối cùng trong cuộc đời của thánh nhân làm thành một câu chuyện lạ lùng. Thật ra, nó chỉ nhấn mạnh đến sự thánh thiện mà người đã biểu lộ trong suốt cuộc đời. Sinh trong một gia đình quân nhân ở thế kỷ thứ 10 nước Anh, Oswald là cháu của Đức Tổng Giám mục Canterbury, là người đã nuôi nấng và đóng một vai trò quan trọng trong việc giáo dục thời thơ ấu của người. Oswald tiếp tục học vấn ở nước Pháp. Ở đây, người trở nên một tu sĩ giọng Biển Đức. Sau khi được bổ nhiệm làm giám mục của Worcester và sau này là tổng giám mục của York, ngài thành lập các đan viện và đưa ra nhiều cải tổ. Người hỗ trợ và cải thiện việc học tại các đan viện mà người thành lập bằng cách mời các nhà tư tưởng hiện đại trong các lĩnh vực như toán và thiên văn học đến chia sẻ học thuật của họ. Người nổi tiếng về sự thánh thiện, nhất là tình thương dành cho người nghèo. Mùa đông sau cùng của cuộc đời ngài là ở Vương cung Thánh đường ở Worcester mà người rất yêu thích. Vào mùa chay trong tháng 2 năm 992, ngài lập lại thói quen rửa chân cho 12 người nghèo hàng ngày. Vào ngày 29 tháng 2, người từ trần sau khi hôn chân của người thứ 12 và chúc lành cho họ. Tin về cái chết của Đức Tổng Giám mục Oswald đã đem lại nhiều sầu muộn cho cả thành phố. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.